Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là với con LG G8 bản version nha các bác. Thì cái con này nó đang chạy Android 10 các bạn. Đấy, để em cho bác xem. Đây, nó đang chạy Android 10 thôi. Và nếu như mà em cập nhật nó ấy, đây, cập nhật nó luôn nhé. Rồi, đây này, cập nhật nó ấy, thì nhiều bác ấy sẽ là có thể cập nhật được và nhiều bác là không thể cập nhật được nhé. Nó cứ hiển thị là có cái bản update nhưng mà các bác nhấn vào download ấy nó không về, hoặc là nó download rất là lâu, nói chung là không được ấy, thì nó sẽ tương đương như cái bản này chẳng hạn. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác là nâng nó lên 12 bằng cái cách là KDZ nha các bác. Đấy, thì trước khi các bác nâng lên ấy, thì các bác làm một số thao tác ở trên cái điện thoại như này nhé. Và trước tiên em cũng nói là cái clip chắc chắn nó sẽ rất là dài, cho nên là các bác nào mà muốn làm thì theo dõi tiếp, còn không làm thì thôi. Tại vì và em cũng không muốn lược bỏ hay là tua bớt cái gì cả, tại vì em sợ lỗi cái này lỗi kia ấy. Rồi, thì trước tiên các bác vào cũng vào hệ thống này. Đấy, các bác vào cái giới thiệu điện thoại này. Đó, các bác vào phần mềm này. Và các bác nhấn 7 lần vào chỗ tạo số này nha các bác nhé. À, nó hơi bị chớp chớp tại do cái màn hình quay nó không không đúng đâu. Đấy, bác nhấn 7 lần vào rồi thoát ra, và các bác sẽ thấy cái phần các tùy chọn nhà phát triển này này. Đấy, các bác nhấn vào thì trong này các bác sẽ không tìm được cái chỗ gọi là mở khóa OEM đâu nhé các bác. Như cái bản khác ấy, thì nó có cái chỗ là mở khóa OEM ấy, thì các bác bật lên, nhưng mà cái bản này, đây cái bản version này thì nó không có. Đấy, cho nên các bác không tìm thấy, thì thôi các bác không cần quan tâm đến cái nữa nữa. Thì các bác sẽ là bật cái gỡ lỗi USB này lên nhá, bật lên. Đấy, ok. Đấy, trong này chỉ thế thôi, bật cái gỡ lỗi thôi. Còn ở ngoài này ấy, ở ngoài này thì thường thường là các bác sẽ có một cái tài khoản Google nào đó. Đây, ví dụ em có một tài khoản Google đây, thì hoàn toàn các bác có thể xóa đi được nhá. Nhưng mà bây giờ em sẽ thử không xóa đi xem nó có vấn đề gì không nhá, tại vì cái toàn này của em nhớ mật khẩu mà, chứ em sợ. Còn nếu như bác nào mà không nhớ mật khẩu thì bác xóa cái tài khoản Google này đi nhá. Rồi, trên điện thoại thì thế thôi. Và các bác kiếm một cái dây cáp ấy, nó xịn xịn một tí nhá các bác, cắm vào mà nói phải nhận USB ấy, như kiểu như này này. Đấy, nó nhận nhá. Đấy, nhận và các bác cho phép nó nhá. Cho phép luôn. Nó nhận bình thường nhá. Đấy, rồi. Đây, trên điện thoại nhá. Thì tạm thời em để cái điện thoại đây. Em sẽ quay lên cái máy tính cho các bác xem nhá. Rồi, ok. Rồi, ok các bác, thì em vừa quay lên cái màn hình máy tính rồi đây. Thì ở trên cái con G8 bản version này thì cái DRM Info ấy, là cái chứng chỉ này này, nó vẫn còn L1 nhé các bác. Thì em sẽ thử cái đấy xem là nó có bị mất L1 không nhé các bác nhé. Đấy, và có xem muốn nhận SIM nhé, con này vẫn nhận SIM bình thường nhé. Đấy, thì rồi, ở trên cái máy tính ý, thì các bác vào cái trang này này, lgrom.com nhé các bác. Ô, con chuột đâu rồi? Đây, ô, tự nhiên nó không di chuyển các bạn. Rồi, ok. Thì các bác vào cái phần lgrom.com này, và các bác nhập cái số email của bác vào đây. Đây, như số email của máy em đang cắm ấy, nó là số này nha các bác. Thì em nhập vào và mình check này. Đó. Thì sau khi check xong ấy, nó sẽ ra cho các bác cái như này. Đây đúng không các bác? Thì đây, máy của em là bản version này, chỗ này này. Đấy, bản version này. Đấy, chỗ này là mới là chỗ là bản version nhá. Còn mấy cái trên này nó không quan trọng mấy đâu. Rồi, thì các bác sẽ tiếp tục vào cái phần là download cái phiên bản phần mềm mới nhất này, cái dòng đầu tiên này này. Đấy, nhấn vào đấy. Rồi, thì đây, cái bản mới nhất của nó đây, nó có Android 12 này này. Và dung lượng của nó là 4,5 GB này. Đấy, thì những cái này, cái bản này em download về rồi nhá. Thì các bác nhấn vào đây để download này. Nhấn vào chữ này để download này. Em nhấn luôn cho các bác xem. Đấy, thì các bác nhấn tiếp một phát nữa. Đấy, các bác chờ, thì này nó đang download về này này. Thì cái này em download rồi, em hủy nó nhé. Cancel nó đi. Đấy, và tiếp theo là các bác tải cái lgrom.com này về nhé. LG, à quên, lgrom up này này. Đấy, chỗ này này các bác. Đấy, tải này về này. Sau đó thì tải cả cái LG driver này về nhé. Đấy, tải hai cái này nữa. Đấy, thì tất cả ba cái đấy em đã tải về, em để ở trong cái mục download này rồi này. Đấy, ba này em tải về đây này.
Thế thì trước tiên các bác cài cái driver ra trước nhé. Đấy, con nhấn chuột phải chọn chạy bằng lệnh admin được hoặc nhấn open nữa được. Đấy. Đang hò quá các bạn. Thì nói cho các bác biết trước là cái máy tính này của em nó mới bị lỗi ấy. Cho nên em vừa cài lại Win xong. Chứ đấy là máy của em là chưa có một cái driver nào của LG nhé các bác. Cho nên em nó cứ như kiểu là một cái máy trắng ấy. Cho nên là nếu có lỗi gì em còn biết. Đây sẽ cài đầu tiên là cài driver nhé. Đây. Các bác nhấn Next thôi. Rồi, Next tiếp. Các bác theo dõi clip thì hết sức kiên nhẫn thôi nha. Tại vì cái con GTA cũng cũ rồi, em nghĩ chẳng ai quan tâm đâu, nhưng mà ai đang có thì chơi thôi. Và những cái con khác cũng làm thế nha các bác. Tất cả những con khác luôn. Oh, hello phết. Rồi ok, vậy là đã cài xong rồi đấy. Successful rồi này. Rồi, tiếp theo là các bác ở cái Azure Up này, các bác giải nén nó ra. Đấy, check này. Đấy, làm từ đầu luôn cho các bác xem nhé. Rồi, thì các bác sẽ có một cái thư mục là Azure Up này, 1.1 này, rồi, các bác click vào đấy. Rồi, trong này thì nó có file D đây này, nó có file DLL này, nhưng các bác không phải làm gì nữa, cứ kệ nó thôi. Đấy, và trong này nó sẽ có cái thư mục là LG ROM up này. Đấy, các bác nhấn chuột phải vào và chọn chạy bằng lệnh admin nhé các bác. Trong khi đó là cái G8 các bác vẫn mở bình thường nhé các bác. Đây em để trên này cho các bác nhìn rõ này. Đấy, em sẽ cho nhỏ nhỏ cái máy này lại một tí. Đấy, cái G8 đang để trên đấy nhá, vẫn để bình thường nhé các bác. Cho xuống một tí. Được rồi, ok. Đó, nó sẽ vậy đấy. Rồi, cái G8 nó vẫn đang hoạt động bình thường nha các bác. Đấy, thì trong cái cổng port này này, đấy, các bác thử xem mà. Thì nó chưa nhận con G8 sao các bác. Đấy, chưa nhận rồi. Chưa nhận G8. Chưa nhận G8 nha các bác. Đây này, chưa nhận này. Đấy, thì chắc chắn là chưa nhận như này thì sẽ là thiếu một cái driver nào đó. Đấy, thì em sẽ thử vào cái Git Commuter này. Ấn vào phần Manager này. Xem nó có nhận cổng com nào không. Hello các bạn. Đây, các bác nhấn vào cái Device Manager này. Đó. Đây này, ở chỗ cái port này này. Ê, phải port nhỉ? Ở cái chỗ đấy hoặc là cái chỗ other driver này. Đấy, hoặc bây giờ hiện tại em thấy là nó chưa nhận cái con gì đâu. Đấy, em thử mở ra xem nào. À đây, phải cho phép nó này. Đấy, cho phép nó nhận này. Đấy, bây giờ là mình chưa cho phép đây này. Đấy, nó nhận rồi đây này. Ôi, sao nó cứ chập chờn chờ đấy nhá. Cho phép rồi mà. Em thoát ra ngoài xem driver nó cái máy tính nó nhận chưa nào. Ở đây máy tính nhận rồi đây này. Đấy đấy, thì các bác thấy không, thực ra nó chả thiếu driver cả mà mình vừa chưa cho phép nó thôi. Đấy, thì đây các bác mình phải nhìn thấy nó có nhận LG này này. Đấy, em nhìn lại phần nữa nhá. Đây này, nó nhận con G8 này này. Đấy, nhận con G8 như này này thì mới được. Ok, thì các bác nhìn thấy này này, nó nhận cái cổng 5 này nha các bác, thấy cổng COM 5 này. Đấy, và tiếp theo là các bác chọn cái file mà các bác tải 4,5 GB đấy, các bác chọn cái file đấy. Nhấn vào chỗ 3 chấm này. Thì em đang để ở phần download này. Đây, nó đây này. Đấy, open. Rồi, ok, thế đơn giản đấy thôi. Và các bác sẽ nhấn vào cái flash. Flash. Rồi các bác chờ thôi, để xem nào, chờ xem nào.
xem nó có lỗi gì không. Đấy, nó chỉ đơn giản đấy thôi. Trong khi đó G8 thì vẫn đang mở nhá. Đấy, bác chờ nó đọc. Đấy, lỗi gì kìa? Lỗi gì kìa? Lỗi khi mà đọc thiết bị, đọc cái gì đấy. Không được các bạn. Lỗi luôn rồi. Biết phải lỗi không nhỉ? Lỗi luôn rồi. À, nó lại đọc tiếp này. Nó lại chạy tiếp này các bạn. Nó vừa báo lỗi xong nó lại chạy tiếp là thế nào nhỉ? Em chưa hiểu. Các bác cứ chờ một chút xem thế nào. Đấy, chạy một chút xem nào. Chạy hơi lâu nhỉ. Cái nó cứ chạy được không cả. Em chờ một lúc xem thế nào. Rồi, chỗ này em sẽ tua nhanh đi nhá, để đến lúc nó nhận nhá. Nó thế nhỉ? Không nhận à? À, mở này ra xem nào, xem nó có, xem nó có thấy báo thông báo gì đây này. Không phải, chưa thể xin thôi, không thấy thông báo gì các bạn. Trên tệp thôi. Cần phải làm gì cả? Chưa thấy gì luôn, không hiểu sao hôm nay nó lâu thế nhỉ. Cổng này không, đây cổng 5 nhận rồi này, nó nhận rồi đấy các bạn. Sao không được thôi, phát lại phát nữa xem nào, khả năng flash phát nữa xem nào. Biết chạy kiểu gì nhỉ, mở này ra xem nó có thông báo gì không. Biết thông báo gì. Hơi căng rồi đấy. Có thể là nó sẽ thiếu một cái driver nào đó, tại vì hồi xưa em làm ấy thì nó cái máy đợt trước ấy, nó đầy đủ driver rồi, còn máy này thì vừa mới cài một cái driver thôi, cho nên cũng chưa biết có đủ không. Rồi nha các bác, em sẽ tắt đi em làm lại xem nào, lâu quá rồi, làm lại phát nữa nha. Đây, đấy nó vẫn nhận mà, nó vẫn nhận cổng com 5 này. Vừa lát phát xem nào. Version này nồng hoàng quá nhỉ. Lỗi gì đây này, lỗi gì đây này,
Đấy, hình như là có thể là thiếu một cái driver nào đó. Lại phát nữa xem có lỗi đây không này. Nó không được thì em sẽ tiếp tục, em sẽ cài một số cái driver nữa. Xem nào, nó cài full đi. Xem là thế nào. Quá là mất thời gian đúng không các bạn? Không được luôn. Không được luôn các bạn. Chờ một tí xem nào. Đấy, anh em không chuyên phần mềm thì sẽ rất là khó. Thì em cũng thế, em cũng chả 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 chuyên phần mềm. Chỉ có là mấy cái này làm cũng có làm rồi cho nên là thử làm lại thôi. Có thấy không? Chả làm được gì. Chả chạy gì cả. Ok. Ok, tắt đi nha các bác. Em sẽ tắt đi. Làm sao mà chậm thế nhỉ? Rồi, tắt đi nha các bác. Em sẽ thử cài thêm một cái mấy cái driver nữa. Này. Driver này thì em lưu trong máy rồi. Đây. Mấy cái driver đây này. Đấy, một số driver này, đây em sẽ cài cái đại này, cài hết đã. ADB setup này, cài hết đó. Đấy, em sẽ để hết những cái link cài của mấy cái này ở, ở dưới mô tả nhé. Các bác cứ cài hết nó ra, em cũng chả biết nó là thiếu cái gì. Cứ cài hết nó ra thôi. Đấy, cứ cài hết nó ra thôi, được cái gì thì được. Đấy, tại vì hồi xưa là em cài hết những cái này rồi cho nên giờ em cũng biết là nó có phải đúng là cái này không. Đấy, thì rồi vừa cài trước này. Đấy, vừa giờ cái này rồi đúng không? Cài lại luôn xem thế nào. Đấy, nó vừa cái đấy các bạn. Yết. Yết phần nữa. Cài hết à, yết phần nữa. Rồi cài tiếp nào, này như cài rồi không sao, cài tiếp, cài hết một loạt các bạn. Đấy các bạn không, nhiều khi các bác không 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 chuyên nên là các bác sẽ không biết là tìm driver ở đâu. Đấy, hình như không nhận cái này nữa đâu. Đấy. Rồi, các bạn hãy sức thực kinh nghiệm nhé. Bây giờ, khởi động vào camera. Nhiều quá nhẹ. Cái này phải làm mất tiếng quá. Thôi, chấp nhận rồi các bạn ơi. Ok. Xong một cái. Tiếp theo là một cái dưới này nữa. Cái hết rồi. Xong rồi. Đâu nhỉ? Ok đấy, vậy là xong rồi à? Rồi cái mẹ đây. Cái tiếp cái dưới.
Đấy, nhiều bác xem cái clip này chắc sẽ rất là khó chịu, nhưng mà thôi, em làm nó thực tế, em cũng không có cách nào cả. Rồi, ok các bác, đấy, anh em cài thêm cái mấy cái này nữa nhá. Đấy, cài xong cái chỗ driver cài trước này, xong cài tiếp theo là mấy cái Motorola cái thứ này cứ cài hết rồi. Vì chả biết nó thiếu gì mà. Cài được thì cứ cài thôi. Continue. Sợi liên quan đến Motorola nhỉ? Em chưa hiểu. Cái này không rõ cho lắm, kệ thôi. Đó, chờ chút. Clip quá dài rồi, em sẽ cái tại vì cái điện thoại nó đang sắp hết thời gian để quay nên em sẽ phải tắt đi phát xong quay lại nhé. Rồi tiếp theo luôn. Đấy. Ô, nó vừa giờ nó lại tự động khởi động lại. Khởi động lại cái máy tính các bạn. Tải thật. Quá là khó khăn nhỉ. Lại chờ tiếp các bạn. Nên nó lại khởi động lại một tí là thế này. Hello, có chờ chút nhé. Nó đang khởi động lại cái máy tính. Chịu được. Máy tính em nó hơi cùi, nó lâu các bạn. À, cố lên nào. Trời ơi, sao tự nhiên thế này nó. Thấy các bạn thấy không? Làm để mới biết là nó lòng hoàng. Chứ nếu mà những cái driver này mà đầy đủ thì là nó nhanh thôi. Trở lại trở nữa. Okay. Mấy ông này. Nó bị sao này? Mà tính sao ấy? Mất có nhiều thời gian rồi. Mới chờ máy tính này. Đấy, giờ nó mới lên này. Tự nhiên lại update Windows thì sao nhỉ? Không hiểu. Được rồi đấy. Chắc là được rồi đấy. Không vào được à? Mất cả hơn gần 2 phút cho việc khởi động này. Sao mà nó lâu thế nhỉ? Tự nhiên này nó lâu thật đấy. Cái cài driver kia kìa, tự nhiên cài cái driver Motorola ấy là nó lòng vòng lắm, nó mới gây ra hiện tượng này thì phải. Vào từ đấy hay tự nhiên có cái LG app ở ngoài này. Rồi, không sao, tiếp tục, chúng ta lại tiếp tục. Rồi xem là nó đã nhận đấy, nó đang đưa cái gì các bạn. Vẫn đang loát cái gì ấy. Máy tính yếu quá, chậm. M
Bơ không nổi file, sợ thật. Đây các bạn thấy không? Quá chậm. Điền thế nhỉ? Thì nó loạt ghê gớm rồi. Gì đấy? Được rồi. Sẽ tiếp tục vào một cái driver nữa. Nãy mới cài được đến cái Motorola. Đây, tiếp tục là cài cái Intel này đi. Cái này thì nó báo lỗi rồi. Bỏ. Thôi rồi, cài đến đấy thôi nhá các bác. Cái đến cái 3 này bỏ đấy, cái thứ 4 này như cài rồi này, cái 5 này cài rồi này. Rồi, sẽ làm cái tiếp tục làm lại. Chạy bằng lệnh admin luôn cho nào. Mở đây ra xem có gì không. Các bác thường thường phải mở cái điện thoại ra xem nó thông báo gì không nhá các bác. Đấy, nó chưa nhận cổng com này, ai à, nhận rồi. Giờ lại nhận cổng 4 này các bác. Đấy, nhận rồi nhá. Chọn lại cái file như nào, chọn lại cái file KDZ đi các bác, nó vẫn ở mục download này thôi. Đấy rồi, vờ lát này xem được không nào. Cố lên nào. Thỉnh thoảng thì nó có cái hiện cái xác nhận ở trên điện thoại ấy, cho nên là các bác đấy lại lỗi rồi, lại lỗi đỏ rồi, không đọc được thiết bị. À đấy, đã đọc được rồi, đọc rồi các bạn. Chờ nó có bao đấy, chạy rồi đấy, mình sẽ trả đấy, cho nên cũng chả biết nó lỗi cái file nào đâu. Em cứ cài hết ra cho tất cả những cái file ở ở dưới phần driver em sẽ để ở dưới mô tả hết nhé. Đấy, nó đang chạy như này thì là hình như có thể được rồi. Đấy, các bác hết sức chờ đợi một tí thôi. Đấy, em cứ để điện thoại mở. Đấy, điện thoại tự tắt này. Đấy, nó sẽ khởi động lại điện thoại. Rồi. Chờ tiếp thôi các bác. Đến đoạn này thì chả làm gì đâu các bạn, cứ chờ thôi. Nhớ là các bác nhé, các bác dùng cái dây kết nối ấy, nó là dây tốt tốt chút nhé, kết nối tốt ấy. Và thứ hai nữa là nếu như các bác làm cẩn thận ấy, thì các bác nên làm bằng cái laptop ấy, nó có pin ấy, nó sẽ không bị sập nguồn đột ngột ấy. Ví dụ các bác máy tính các bác mà dùng điện ấy, hôm nay điện lưới nó mất thì nó sẽ hỏng cái quá trình này. Nhẹ thì là làm lại là được, nhưng mà nhiều khi nặng ấy là nó sẽ bị treo ấy, gọi là brick ấy, là các bác lại phải đi thuê người để mà khóa, mở khóa rồi làm lại, có nhiều khi là không cứu được. Đấy, nó cũng khá là nguy hiểm nha các bác. Đấy. Đoạn này thì phải chờ thôi, nó sẽ nhanh chậm tùy cái có thể là tùy cái cấu hình của máy tính ấy, cũng có thể như vậy. Đó, cứ bình tĩnh thôi. Mới được có nửa rồi các bạn. Bác làm mà kiên nhẫn được đến giờ này thì các nó cũng rất là cao thủ, rất là kiên nhẫn này, quá là ghê gớm luôn.
Vâng, đợi 74 75 rồi. Em đang quay bằng cái con S2 cộng ở cái chế độ là 2K cho các nhá. Thì em thấy là nó có thời gian mà nó giới hạn thời gian đấy. Ví dụ như đoạn đầu ấy nó cho quay được 19 phút, đoạn sau đoạn lần thứ hai này nó chỉ có quay 10 phút và sắp hết rồi. Đấy. Bây giờ nó khởi động lại cái con G8 rồi. Đấy, bác chờ chỉ xem nó thế nào. Đấy. Nó sắp hết 10 phút quay của cái con S22 cộng này rồi. Đấy, bản version nhé các bác nhé. Đấy, em một lúc nữa là em phải tắt đi em quay lại. Đấy, tắt đi nhé các bác, nó sắp hết thời gian. Đấy. Rồi. Em lại quay lại này. Nó vẫn chưa khởi động lên, nhưng lần này nó chỉ con S22 này chỉ quay được 5 phút thôi. Không hiểu tại sao, hình như là em hết bộ nhớ hay sao. Thôi rồi, 5 phút này chắc là xong rồi. Đó, khởi động cái lần khởi động này nó sẽ khá là lâu nha các bác. Chưa lên được các bạn. Trong khi đó em sẽ đi lấy cái sim nha các bác. Em thử xem là cắm sim vào nó có nhận hay không nhé. Đấy, cứ chờ nó thôi. Ok các bác. Nó vẫn chưa lên được kìa. Chưa xong nữa. Nhìn nghe rồi sao ấy. Nó lại tắt màn hình rồi. Lại khởi động lại phát nữa sao ấy các bạn. Đấy, trời ơi, lâu quá. Là này nhanh hơn này. Đấy. Cái máy tính ý, nó báo là flash xong rồi nhá. Đấy, cái này thì bắt đầu mình cho ra đây được rồi. Đấy. Các bác chọn cái ngôn ngữ Việt Nam đi. Mình chọn mạng à. Đấy, xem là nó có bị dính tài khoản Google không. Tại vì hôm nay là lúc đầu các bác nhớ là em không có xóa tài khoản Google. Rồi, đến đoạn này các bác có thể rút ra được rồi nha các bác. Rút máy tính ra được rồi, không cần nữa. Hơi lâu nha các bác, hơi lâu. Máy khá là nóng. Chưa thấy gì các bạn. Đoạn này lâu quá. Nhưng vẫn phải chờ thôi các bạn. Đấy, quan trọng là nó có nhận sim hay không. Tại vì mấy cái bản version này em cũng ít dùng ấy. Hồi trước em có làm bản T Mobile thì nó vẫn nhận bình thường nhé. Còn bản version này thì em chưa biết, cho nên phải thử cho các bác xem thôi. Quá lâu các bác ơi. Đấy. Thế này, nó sẽ dính xem nào. Bỏ qua được không nào? À, bỏ qua được. Vậy là không dính tài khoản Google đâu. Rồi.
Gì đấy? À rồi. Kệ đi. Gì nữa đây? Rồi. Em sẽ tháo cái sim của nó ra. Tháo cái sim ra nha. Thôi chờ em chút để em lắp sim nhé. Lắp sim, lắp cả thẻ nhớ luôn. Ok các bác, đây em lắp sim ở đây. Chưa thấy biểu hiện gì. Đấy, thẻ sim được gắn vào rồi này. Chưa thấy nó nhận các bạn. Chưa thấy nó nhận. Chưa thấy nó nhận. Chưa thấy gì. Có khi nào công nhận được không? À, nhận sim rồi. Đây. Từ từ nhé các bác. Nó hết thời gian quay của con S22 cho nên là phải tắt đi mà làm lại. Rồi ok, lại có tiếp tục quay lại đây. Thì nó nhận sim rồi. Đây, các bác có thể thấy này, nhận E rồi này. Em sẽ nghe gọi phát nhé. Ok, nhận bình thường. Vậy là không sao nha các bác. Vẫn nhận bình thường nhé. Và bây giờ em sẽ thử cài cái phần mềm DRM Info xem là còn L1 không nhé các bác. Các bác chờ một chút nhé. Rồi ok các bác, thì em đã cài xong cái phần mềm DRM Info rồi đây. Đây thì nó vẫn còn L1 bình thường nhé các bác. Đây và con này đã lên 12 rồi nhé các bác. Không thể bảo là chưa lên. Đấy. Đã lên 12 rồi này. Hay các bác hoàn toàn để check số email các thứ. Đấy, không bị mất email, không bị mất Siri nhé. Đấy, ngon luôn. Có nghĩa là nó cũng làm hoàn toàn như cái bản T-Mobile thôi. Không vấn gì cả nhé các bác. Đấy, không bị mất L1 đâu. Đấy, các bác cứ tự tìm mà làm nhé. Rồi ok. Còn cái gì test đấy nhỉ? Chả gì nữa đâu. Đấy, nó vẫn chức năng vẫn hết sức bình thường. Lúc cập nhật hệ thống này vẫn của chuối này. Đấy, không có con được. Có nghĩa là chỗ của bản version này này, cái chỗ cập nhật hệ thống này, thì các bác nhấn vào cái kiểm tra cài đặt hệ thống mới đúng không? Đấy thì nó sẽ kiểm tra kiểu kiểu như này. Và có con thì cập nhật được, có con thì không nhé. Đấy, có con cập nhật được, ý là có con cập nhật được, có con không nhé. Chứ không phải là cứ không cập nhật được thì là máy máy lởm nha, không phải nha các bác. Em không hiểu nguyên nhân nhưng mà kể cả T-Mobile thế thôi, có con cập nhật được, có con không. Đấy, cho nên là nếu các bác không không lên được bằng cách cập nhật ở tầng thẳng ở, ở máy ấy, thì các bác hoàn toàn là dùng cái cách ở trên máy tính như em vừa làm nhé. Đấy, rồi ok. Chào các bạn nhé.